5 phút nói chuyện thị trường. Và chủ đề hôm nay là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Hôm nay mình sẽ giải thích rõ tương lai của nó đối với người dân Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ quản lý con người bằng ID. Sau này sẽ quản lý rất chặt, nhất là công chức, những người có nhạy cảm về tài sản sẽ được quản lý rất chặt chẽ. Mỗi người có một cái tài khoản ID và được kiểm soát rất chặt chẽ, nhằm mục đích quản lý thuế và quản lý công dân chặt chẽ hơn, công bằng hơn. Đó, thành ra những người có nhiều đất, nhiều nhà mà nó có quân xanh quân đỏ, thì trong một cái đại sóng bất động sản sắp tới thì những người này có xu hướng bán ra. Cái điều tác động đến nắm giữ bất động sản trong tương lai sẽ giảm đi, đó là thuế. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước chúng ta đến nay thực chất đã phát triển rất mạnh mẽ, nhưng mà cơ sở hạ tầng, người nghèo, người thu nhập thấp, không có nhà, đó là những cái rắc rối mà chính phủ trong tương lai cần phải giải quyết. Muốn như vậy để tạo nguồn thu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bắt buộc chính phủ phải đánh thuế vào nhà đất. Như vậy trong 5, 10, 20 năm sắp tới, các bạn sở hữu càng nhiều đất thì bị đánh thuế càng nhiều. Thực chất đất nước chúng ta nhà là dư chứ không có thiếu. Không có thiếu, nhà là dư. Chẳng qua những cái nhà mà nhiều tiền thì nằm trong một cái số ít người. Tức là một người sở hữu 10 căn nhà, vài chục căn nhà là rất là nhiều, và sẽ đóng thuế rất nhiều. Cái tác động thứ ba đó là dân số đi ngang và đi xuống. Kinh tế phát triển, GDP tăng trưởng, nó cũng đồng nghĩa với việc dân số đi xuống. Mà dân số đi xuống thì nhu cầu về nhà ở sẽ đi xuống. Sau này công dân chủ yếu là làm hạng xưởng, nên tiền đâu mà mua nhà, những cái nhà toàn triệu đô, vài triệu đô, không có đâu. Nên cái đại sóng sắp tới, những người có tài sản nhiều sẽ phải bán và chuyển đi vào thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường tiền gửi. Vì giá nhà không thể tăng mãi được. Đương nhiên có ngoại trừ một số. Rồi, bây giờ đến vì cái lý do đó, số người dân vào thị trường chứng khoán ngày càng lớn, sớm hay muộn, trong 25 năm nữa, nào vào năm 2045, 2050, số tài khoản trên thị trường chứng khoán sẽ đạt được giá trị 50% dân số. Và tốc độ phát triển đó đó, thấy không? Cái tốc độ phát triển của nó thì tăng gấp 10 lần hiện nay. Tăng gấp 10 lần. Như vậy, tài sản tài chính sẽ bùng nổ trong 25 năm tới. Điều đó là chắc chắn, không thể bàn cãi. Những gì ở nước ngoài, các cái nước đã phát triển mới nổi xảy ra, thì Việt Nam chúng ta xảy ra. Còn nói về đầu tư vào thị trường chứng khoán, thì nếu các bạn không có phương pháp, các bạn vào các bạn chơi cờ mù, người dân cũng thế, vào thị trường chứng khoán cờ mù, hô ở đâu mua ở đó, và mua thí mạng, không quan tâm tới nội tại doanh nghiệp. Chứ thật ra khi đầu tư vào kênh chứng khoán, các bạn có phương pháp đầu tư, các bạn sẽ kiếm tiền. Tiền nó về tài khoản của các bạn automatic qua hàng năm.
rất nhiều tiền. Ví dụ như những người trước đây người ta đầu tư vào cổ phiếu, ví dụ như cơ điện lạnh Ri chẳng hạn, thì là một cái cổ phiếu nó đạt tiêu chuẩn tiêu chí dài hạn, cổ phiếu FPT rồi ACB rồi Hòa Phát vân vân, có điều người ta không thắng lớn, nhưng mà một chục năm 20 năm nhìn lại thì họ quá nhiều tiền, tiền quá nhiều. Ngày xưa thế hệ chúng tôi đầu tư đó, có những người bạn vào thị trường có mấy chục triệu, mấy trăm triệu, bây giờ trong tay có vài trăm tỷ mà chỉ đầu tư chứ không đầu cơ. Như vậy họ trường tồn và tài sản gia tăng, nó dựa vào một cái lãi suất kép, nên sau 10, 20 năm, 30 năm người ta giàu có, đó là chuyện tương nhiên. Còn phần lớn người dân vào thị trường chứng khoán là đánh bạc, vào đánh bạc, kiểu như cổ phiếu FLC trước đây chẳng hạn, giá mười mấy, 20 mua vào, nhưng giá của nó chỉ đáng 5.000 đồng. Mình vào thị trường chứng khoán mà mình mua một cái món tài sản mà nó quá cái giá trị thực của nó rất nhiều lần, thì nó chẳng khác gì giống như cái nhà đó 5 tỷ mà các bạn đi mua 20 tỷ chẳng. Cái nhà đó 5 tỷ mà các bạn mua 50 tỷ thì chết. Thành ra tương lai bùng nổ thị trường chứng khoán, thị trường tài sản tài chính là chắc chắn. Còn thị trường bất động sản sắp vào cái giai đoạn bão hòa. Cũng giống như tuổi trẻ bây giờ, thì tôi phân tích tuổi trẻ bây giờ cho các bạn hiểu. Những người Việt Nam mà ở cái thế hệ 6X, 7X là những người thành công, có tài sản rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đất nước mới mở cửa, chủ yếu người ta giàu có lên nhờ đất đai. Giá đất là tăng hàng nghìn lần, hàng chục nghìn lần trong cái giai đoạn đó. Nên những cái thế hệ 6X, 7X là tài sản của người ta rất lớn. Một số thì ở cái thế hệ 8X, còn lại 9X, 10X. 9X, 10X bây giờ thì các bạn làm gì để có tiền? Các bạn đầu tư vào đất không? Các bạn cần hàng triệu đô la. Không thể. Thế các bạn làm sao làm giàu? Các bạn mở ra, các bạn kinh doanh cái gì đó thì nó rất là khó. Vậy tương lai trong 25, 30 năm tới, cho những người trẻ có năng lực đầy đủ, có cầu tiến, cố gắng xây dựng năng lực bản thân, thì cái nghề đầu tư tài chính, đầu tư vào công ty là cái nghề rất là tương lai cho các bạn trẻ ở sinh ra ở thập niên 90, 2000. Đó là cái cơ hội vàng của các bạn phát triển trong nhiều năm tới. Chứ còn các bạn đầu tư vào bất động sản thì các bạn cày suốt cả đời chỉ mua được một căn nhà phố 1 triệu đô. Thế tôi hỏi các bạn, các bạn mua một căn nhà phố 1 triệu đô để làm gì? Để làm gì? Nó không có tác dụng gì hết. Các bạn mua vào chờ bán 2 triệu đô. Khi nó lên được 2 triệu đô thì các bạn cũng gần đất xa trời rồi. Đó. Thế có 1 triệu đô các bạn đi thuê nhà sướng hơn. Thuê nhà tầm 10 mấy triệu một tháng thôi, sướng hơn. Đó. Tôi chỉ cho thuê nhà từ 500 tới 1 triệu đô, 1.000 đô đấy. Sướng hơn. Như vậy cái cơ hội của các bạn mà nó nằm ở tài sản tài chính, cái tốc độ tăng trưởng của nó trong 25-30 năm nữa là tới 10 lần. Đó là cái cơ hội vàng duy nhất. Nguyên tắc đầu tư rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn những cái công ty nào làm ăn tốt nhất trong nền kinh tế Việt Nam chúng ta, các bạn bỏ tiền vào với cái tiêu chuẩn tiêu chí ở trong cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu mà mình đã viết đó, đã phát hành ra rộng rãi đó. Cuốn sách đó là kim chỉ nam của rất nhiều người thành công trong tương lai ở cái khía cạnh đầu tư. Còn đầu cơ đánh bạc nó là một cái năng lực khác rồi. Thì các bạn đến với thị trường chứng khoán, các bạn chỉ đầu tư mà thôi, thì tiền của các bạn ngày càng lớn. Lãi kép nó sẽ giúp các bạn trở thành triệu phú đô la.
đó là con đường duy nhất cho thế hệ 9X, 10X.